Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia 2024, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, nền tảng TikTok và các đơn vị liên quan tổ chức thành công khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Sự kiện này đã thu hút hơn 150 học viên đại diện cho các doanh nghiệp, thành viên các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai và 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Khóa tập huấn đã hỗ trợ các chủ thể tham gia những kiến thức cơ bản về kỹ năng xúc tiến thương mại trên môi trường số và kỹ năng kinh doanh, xây dựng hình ảnh trên nền tảng số, nâng cao trình độ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh, cách thức tham gia các nền tảng số, kỹ năng livestream để quảng bá hình ảnh sản phẩm, xây dựng các gian hàng trên nền tảng số, thực hành các thao tác bán hàng trực tiếp, xây dựng các video quảng bá thương hiệu sản phẩm. Được biết, không chỉ là cầu nối giao thương hàng hóa hữu hiệu giữa Việt Nam, ASEAN và thị trường Trung Quốc, mà tỉnh Lào Cai còn là địa phương có nhiều nông sản đặc sản nổi tiếng. Hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 192 sản phẩm, được công nhận OCOP từ 3 đến 5 sao. Nhờ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số, các sản phẩm của tỉnh đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Năm 2021, thì tỉnh Lào Cai về chỉ số thương mại điện tử của tỉnh Lào Cai xếp thứ 46 trên 63 tỉnh thành phố. Thì sau 3 năm đến năm 2023 thì chúng tôi đã tăng 25 bậc và đứng vị trí thứ 21 trên 63 tỉnh thành phố. Đây không chỉ là cái nỗ lực riêng của Lào Cai mà thành quả đó là có nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của Bộ Công Thương, đặc biệt là Cục Xúc tiến Thương mại cũng như các cục vụ của các bộ ngành trung ương hỗ trợ Lào Cai trong phát triển thương mại điện tử trong thời gian vừa qua. Thì trong cái hoạt động phát triển kinh tế số cũng như thương mại điện tử thì Lào Cai cũng đã tham mưu cho tỉnh ban hành những kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng trong thời gian tới sẽ được sự quan tâm của Bộ Công Thương cũng như các cơ quan đơn vị của Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ cho Lào Cai cũng như các tỉnh trong khu vực nhiều hơn nữa các lớp tập huấn cũng như các buổi chia sẻ hội nghị về kỹ năng bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử trong thời gian tới. Thực tế là cái kỹ năng bán hàng ở trên nền tảng số trong cái thời gian vừa qua mặc dù đã được triển khai rất nhiều nhưng mà mới thấy là cái kỹ năng đó của các cái thương nhân, thương lái, các hộ kinh doanh ở trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Thế và qua đây thì tất cả các học viên tham dự cũng như là các cái đối tượng quản lý thì mới nắm được rõ hơn. Bởi vì đây là một những cái đơn vị mà có tính rất là chuyên nghiệp, người ta sẽ truyền đạt đến học viên những kiến thức là để người dùng hoặc là người tham gia này có thể tự mình để triển khai được những cái trên những cái ứng dụng thương mại điện tử để đưa những sản phẩm hàng hóa của tỉnh, đặc biệt là nông sản, trong đó thì có những sản phẩm như mùa vụ ở Lào Cai như là quả mận, quả lê, rồi là những cái sản phẩm mùa vụ khác ở trên địa bàn tỉnh được tham gia với thị trường nó được tốt hơn. Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong thời gian tới, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với TikTok Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai chuỗi chương trình tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại 6 vùng kinh tế và các tỉnh thành phố trên cả nước. Tiếp nối theo cái hiệu quả và với thành công của cái chương trình năm 2023 thì năm 2024 thì Cục Xúc tiến Thương mại chúng tôi cũng tiếp tục là duy trì cùng với TikTok Việt Nam để mà triển khai 15 cái khóa tập huấn tương tự như cái triển khai của năm 2023. Tuy nhiên 2024 thì chúng tôi với cái mô hình, cái phương thức nó sẽ đổi mới hơn một chút, đấy là sẽ tập trung vào các cái khóa tập huấn mà theo các cái vùng miền và nó có quy mô lớn hơn. Đặc biệt là sẽ gắn vào các cái hoạt động của các cái chuỗi hoạt động ở 6 cái vùng kinh tế trọng điểm để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp rồi hộ kinh doanh của không chỉ một tỉnh thành mà của các cái tỉnh thành nằm trong 6 cái vùng kinh tế trọng điểm đó. Và hôm nay thì cái khóa tập huấn đầu tiên tại vùng núi Trung du phía Bắc tổ chức tại tỉnh Lào Cai ngày hôm nay thì là cái khóa tập huấn đầu tiên mà chúng tôi triển khai trong năm 2024. Và tiếp theo đấy, sau cái khóa này thì chúng tôi sẽ còn năm cái khóa mà đào tạo tập trung lớn nữa ở 5 cái vùng kinh tế trọng điểm khác nữa, và nó sẽ diễn ra vào trong suốt năm 2024. Và chúng tôi kỳ vọng là trong năm 2024 thì cái số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mà được hướng dẫn và được hỗ trợ từ chương trình sẽ được lớn hơn và cái hiệu quả mang lại của cái chương trình nó sẽ được tốt hơn so với năm 2023.